Nè cậu, đã bao giờ cậu nhìn thấy một hải tặc cười ngay trước khi bị hành hình chưa? Không thể nào, cho dù tên hải tặc đó có gan dạ kiêu ngạo cỡ nào thì trong lúc hành hình cũng phải rất sợ hãi. Cái tên mũ rơm đó, nó đã mỉm cười.